Utica Now Michigan mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn gần xa. Chúc quý cô chú, anh chị và các bạn một ngày vui khỏe, trẻ xinh. Hôm nay, Utica Now Michigan đi vào mall lớn ở Chicago. Mall tên là Woodfield Mall. Cả nhà của mình rất vui được tận hưởng những giây phút êm đềm bên nhau. Cả nhà của mình cùng đi lên một chiếc xe lửa nhỏ của những đứa trẻ, rất vui, mặc dù mình rất lớn. Lâu lắm rồi, cả nhà của mình mới tận hưởng được những giây phút mà giống những đứa trẻ con, vui tươi, hạnh phúc, vui cười, thoải mái, chẳng lo nghĩ cho mai sau. Hy vọng cả nhà cùng theo chân mình đi dạo một vòng cái mall và cùng theo dõi những bước đi trưởng thành hơn của gia đình Utica Now Michigan. Cảm ơn cả nhà luôn ủng hộ và đồng hành cùng Utica Now Michigan trên mọi nẻo đường. Welcome to Utica Now Michigan channel. Thank you to support Utica Now Michigan. Today, I would like to show you how we have a happy time together. It's a wonderful time. This is my uncle Tam. He's the important one, the reason why we go to Chicago to visit him. This is his son, his name Bin. He's the little cute one. He also have a very sweet heart. All my family go to the train with the little one together. It's so fun. We spend a wonderful time. We enjoy our time in the train. The train almost go. So now your time to enjoy my video. Hopefully you have a wonderful day. Make sure you are beautiful and happy. We see you at the next video. Chuyến tàu dành cho những người lớn không nha. Con nít chỉ có hai thôi, còn lại toàn người lớn thôi.
vòng tròn rồi má. Hết rồi đó. Kẹo này
Cái kẹo này giống cái kẹo dởm dởm ở Việt Nam. Kiểu đường không, không có mùi vị gì. Hèn chi phát tặng cá sô. Cái xe này giống cái xe hôm bữa của cái ông ở chỗ cái công viên ha, giống cái xe cái ông công viên điều khiển mà chạy chỗ xe mạnh vậy. Nhưng mà cái này nó điều khiển bằng cái bàn tay luôn, cái này kiểu ấy. Thank you to watch the old video. Please subscribe you to Canal Michigan to watch more video about my family. We see you later at the next video. You to Canal Michigan. Hẹn gặp quý cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Quay gì vậy? Tắt không?